Ok, bắt đầu chơi trường thua 2. Shit. Rồi, mình sẽ chỉnh lại âm thanh cho nhỏ đi một chút để các bạn có thể nghe rõ giọng của mình. Bloody Roar 2, the new breed. Thì vô option xong rồi vô... Vô đâu ấy nhỉ? Sound option. Cái này sẽ còn 50 thôi. Rồi. Vô được chưa ta? Rồi nó tự lưu rồi. Ok, bây giờ Bloody mình Roar sẽ 2, the phá đảo new thế giới breed. ảo bằng Gado, con mà mình dùng mạnh nhất. Lion, Sheena Ok, chưa? Thì Gato the lion, Bakaru đối thủ tiếp theo là Bokuryu the Mu. the mole. Mày hả bưởi? Gạt chưa? Phẹt cho nó cũng bê vậy bê mày đừng có yếu con đầu tiên thì yếu lắm mấy bạn. Hiện mình chuyển độ khó ở mức bình thường, tức là mức mức 44 đấy. Là không cần chỉnh gì hết là được đó luôn. Gado là một Gado có thể nói là nhân vật mạnh nhất ở trong game này. Công và thủ đều rất mạnh. Công và thủ đều ở thuộc hàng top. Khi mà Gado chưa biến hình thì chắc đã mạnh ngang với một ngang với một nhân vật đã biến hình. Mày có đồ mạnh rồi đấy. Dính con bò. Thường thì ở mức stay 3 trở lên thì đối thủ sẽ bắt đầu mạnh. Chuyện là ở mức 4. Chắc ngươi có vẻ quá yếu so với ta. Tiếp theo là một con thỏ, Alice. Màn thứ 5. Gạt chân.
mày. Né, né. Không xong. Đệt. Hỏng rồi, cũng thế mới thua mất. Trung quan thành địch quá rồi. Giờ thì thế nào hả? Dịch cũng bề của ta. Anh rất chảnh chó. Stone là một nhân vật có thủ cao nhất cùng với Gado ở trong trò này. Công của hắn cũng không phải dạng vừa. Điểm của hắn là ra đòn hơi chậm. Không là gì đối với Gado. Đồ chết. Chỉ là một con sâu bọ mà dám đua đòi đánh nhau sư tử. Yes. Mày dính thử về của ta. À đồ chết rồi. Hỏng rồi. Kịch địch quá rồi. Chiều sắc khó rồi. Chết rồi. Khi mà đã tấn công từ phía sau thì sẽ mất rất nhiều máu. Hoa Long 7 thì cấp 7 là cấp mà gần boss rồi đấy. Cấp 8 là sẽ đấu với Gado. Get ready. Chết rồi. Sơ hở tước của thằng Long này nhanh hơn là Sên Long. Rồi, mất tiền rồi. Hở nữa đấy con.
được fan dặn cho. Gato the Lion, Gato the Lion. Nếu mà mình đánh thắng thằng Gado này thì mình sẽ được dịp đánh với một boss là Sen Long nữa. Nếu mà mình thua ván này mình sẽ còn đánh Sen Long. Mày. Mày sơ hở nữa rồi. Sao yếu thế hả? Hay là mình quá mạnh? Rồi gặp boss special rồi. Thằng này thì nhạc rùng rợn cho nên là làm cho người chơi cũng khá căng thẳng. Mày hả bữa. Thằng này lúc biến hình mới mạnh chứ còn bình thường thì nó khá là công thủ của nó rất là kém. Các boss Sen Long thường có thiệt chiêu đỡ rất hay. Nó hay rất hay nè. Biến sư tử thì đâu có hổ đâu. Chính tuyệt chiêu của tao này. Thế thì mày thua sớm quá con ạ. Hay là mình quá mạnh. Thôi vậy thằng này nha. Thế là anh đã thắng hết 9 ván. Tuyệt chiêu sát thủ mất hình. Thì cuối nếu mà bạn đánh thắng, bạn phá đảo xong á thì nó sẽ bày cho bạn cách dùng tuyệt chiêu sát thủ mà mất nhiều máu. Ok. Tại vì mình đã phá đảo nhiều lần rồi cho nên là mình sẽ bỏ qua cái đó. Nếu mà bạn phá đảo lần đầu á thì sẽ bắt bạn coi từ đầu đến cuối. Nhưng mà Gado hết 5 đứa. Gado quá mạnh. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi anh Gado của chúng ta. Bloody Roar 2, the new breed.